Thưa quý vị, thưa các bạn, cây dừa đang là nguồn thu nhập cho khoảng gần 400.000 hộ nông dân. Giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đã đạt trên 900 triệu đô la Mỹ. Ngành dừa Việt Nam đang đứng thứ tư về tổng giá trị trên thị trường dừa thế giới. Từ trái dừa tươi có thể xuất khẩu với giá trị cao đến các sản phẩm chế biến từ dừa cũng hết sức đa dạng, phong phú và đem lại nhiều giá trị như cơm dừa, sơ dừa, sợi xe từ sản phẩm tự nhiên như bông, lanh, đay, sơ dừa, dừa khô, vân vân. Dừa là một loại cây trồng có giá trị và đa dụng vì có thể sử dụng trong công nghiệp chế biến ra nhiều sản phẩm khác nhau từ các bộ phận của cây dừa. Hiện cả nước có khoảng 854 doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ dừa với nhiều loại hình, quy mô hoạt động khác nhau như chế biến vỏ dừa, gáo dừa, cơm dừa, nước dừa, giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và truyền thống xa xưa của người dân Tam Quan, tỉnh Bình Định là trồng dừa và bảo vệ cây dừa. Đến nay, dừa là thương hiệu đặc sản của vùng đất này. Quy mô trồng dừa phủ khắp phường Tam Quan, dừa mọc thành từng rặng, thành rừng, bảo vệ người dân khỏi thời tiết nắng nóng, gió bão khắc nghiệt của vùng đất duyên hải miền Trung. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất sản phẩm bánh dừa nướng, được phát triển từ nguồn nguyên liệu sạch ngay tại xứ dừa Tam Quan, Bình Định, nơi được coi là vùng nguyên liệu dừa lớn thứ hai của cả nước chỉ sau Bến Tre. Bên cạnh nguồn nguyên liệu chính từ dừa của Bình Định, doanh nghiệp này đã thực hiện liên kết với nông dân huyện Hòa Vang trồng và thu hoạch đậu phộng, mè để tạo nên các dòng sản phẩm bánh dừa nướng độc đáo. Các sản phẩm từ dừa của công ty chúng tôi là xuất phát từ tình yêu dừa, mà cụ thể đây là dừa ở Tam Quan, Bình Định. Trước đây thì mình chỉ nghe các sản phẩm dừa là về nước dừa như vậy thôi. Nhưng mà bên đây chúng tôi là đem vào kết hợp với những cái loại nông sản khác của Việt Nam, ví dụ như là mè, đậu phộng, đậu xanh và kết hợp với các tất cả những cái loại trái cây khác nữa. Cái nông sản đặc trưng của Việt Nam để đưa vào các sản phẩm bánh dừa nướng và snack coco snack dừa để nâng tầm sản phẩm dừa Việt. Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề làm bánh truyền thống, là một trong những hộ dân tiêu biểu của làng nghề huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, bánh dừa nướng của cơ sở này đã trở thành một trong những sản phẩm nổi tiếng của vùng đất Quảng Nam. Sản phẩm này vừa được công nhận đạt OCOP 3 sao của tỉnh. Đây được xem là cơ hội, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của cơ sở. Cái sản phẩm bánh dừa nướng Quý Thu của tôi là một cái đặc sản của tỉnh Quảng Nam. Cái sạch đặc sản này đã được đưa phân phối tại các tỉnh thành trong cả nước. Và có đặc trưng là nó rất thơm tự nhiên, tinh khiết từ nguyên liệu địa phương. Và giá thành thì nó cũng thích hợp với mùa, với mọi cái không phân khúc thị trường. Bên cạnh việc đầu tư sản xuất các thực phẩm chế biến từ dừa, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất cũng mạnh dạn đầu tư sản xuất các chế phẩm từ dừa, phục vụ cho cuộc sống như dầu dừa, cà phê dừa, v.v. Và để các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, các cơ sở này rất tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ triển lãm, các chương trình giao thương, quảng bá. VicoShop là đơn vị đầu tiên và duy nhất của Việt Nam chuyên về các sản phẩm chế biến từ quả dừa sáp. Hiện giờ thì các bạn đã biết là Trà Vinh là một thủ phủ, gọi là thủ phủ của dừa sáp Việt Nam. Nhưng mà đơn giản là các nông dân thì chỉ đem trái dừa sáp ra thị trường để bán trái thô thôi. Và VicoShop nhận ra là thị trường rất là lớn và mình cần phải làm điều gì đó để đa dạng chế biến các sản phẩm từ dừa sáp. Hiện giờ thì tụi em đang có 9 dòng sản phẩm chính và có một sản phẩm là đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Và 8 dòng sản phẩm là OCOP 4 sao của tỉnh Trà Vinh nè. May mắn là các sản phẩm chế biến từ dừa sáp của VicoShop thì được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất là đón nhận. Vì thứ nhất là sản phẩm độc lạ, mới lạ và tụi mình đảm bảo là không chất bảo quản, không chất hóa học nên là mọi người rất là quan tâm đến sản phẩm của tụi mình. Đây là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp có thể là trưng bày và giới thiệu những cái sản phẩm đặc thù của những cái địa phương của từng cái vùng miền, từng cái tỉnh. Để có thể là đây là cái cầu nối để gắn kết đến người tiêu dùng có thể trực tiếp nhìn thấy và sử dụng thử cái sản phẩm của từng địa phương. Trước giờ mộng dừa chỉ có bỏ đi thôi hoặc là cho gia cầm ăn, thì nay công ty đã nghiên cứu và đã sử dụng cái mộng dừa đó để mà sử dụng để sản xuất ra cái cà phê hòa tan 4 trong 1, cà phê hòa tan mộng dừa. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 90 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp đã xuất khẩu những sản phẩm chế biến sâu made in Việt Nam. Ngành dừa cũng là một trong những ngành xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam. Tiềm năng và lợi thế từ dừa mang lại cho người nông dân là rất lớn. Tuy nhiên, nếu chỉ có người trồng dừa mà không có sự liên kết chặt chẽ từ phía doanh nghiệp, sự hỗ trợ của nhà nước, thì thương hiệu dừa Việt Nam khó có chỗ đứng trên thị trường thế giới, trong khi nhu cầu tiêu thụ ngày một tăng. Vì vậy,
rất cần sự phối hợp từ các nhà để tạo nên giá trị và thương hiệu cho trái dừa Việt Nam.